Vâng, em xin chào cả nhà. Và hôm nay tiếp tục em dẫn khách đây. Em dẫn khách ở Tiên Ninh qua xem cái em Ishiki Đông Nhà. Hay Đông Nhà này. Thì em dẫn khách thì chủ nhà cũng đang nói chuyện với khách. Thì em tranh thủ em review báo giá cho các bác. Alo. Chạy ra chỗ nào em chạy ra để mua cái gì đem? Rồi, bây giờ em đang ở đâu nhỉ? Em đang ở bên xã Đồng Tâm, là ngay chỗ cây chính là giờ em đang chạy qua xã Đồng Tâm là huyện nào ta? Ở huyện Đồng Phú. Rồi, đúng rồi em. Rồi, em qua đi. Em chạy qua đến Hớn Quản rồi chờ anh nha. Hoặc đến cứ đến Hớn Quản điện này nha. Rồi, trong vòng mấy tiếng em nhỉ? Còn mấy tiếng là đến nơi nhỉ? Em cứ đi đến, bây giờ đi tắt qua ấy cho nhanh, đi tắt qua đường cái gì nhỉ? Em cứ đi tắt qua Hớn Quản làm sao làm đến Hớn Quản nhà anh được rồi, nha. Rồi, ok. Rồi. Vâng, và tiếp tục em lại dẫn khách. Sáng nay em mới dẫn ở Trần Thành, bán được một dàn chảo. Vâng, và tiếp tục lại dẫn khách lên Lục Ninh để mua chiếc Ishiki ở trong này. Thì nơi đây thì ông chủ vườn hôm trước có kêu Lê Tuấn lên review các bác nhé. Nếu bác nào cần dư một cái đồ gì thì các bác alo cho em lên em review em bán. Còn bác nào mà ở mà xa thì em sẽ liên kết chờ đợi trong vòng một tuần, hai tuần. Thì em quay luôn cho các bác để cho đỡ mất công các bác nhé. Vì cái chương trình mà bán mấy cày này mỗi một bác ở xa cho nên em phải sắp xếp thời gian. Đấy, thì coi như khách cũng đang ngồi nói chuyện với chủ trong này thì em review tiếp tục cho các bác một con Chibora. Các bác nhá, ba máy. Đây, thì chủ nhà bảo nếu như bán được con này 28 triệu thì ok. Ba máy, 28 triệu. Các bác nhá, đây này. Đấy, rất ngon, rất đẹp. Đấy, và đang còn lặng nó mọt chưa em ạ? Đây, gài rất dày và cao. Đấy, Chibora. Đấy, có dàn kiếm luôn. Và đang chuẩn bị làm một cái móc để kéo bắt. Đấy, đang độ các bác nhá. 28 triệu, các bác thấy có được không? Theo em thì em thấy vỏ 11, 2, 24 các bác nhá, rất đẹp. Đấy, hình như là tất cả màu sơn zin của nó đang nguyên các bác, xe này đang zin hết luôn. Em chỉ review sơ qua, còn bác nào cần thì điện thoại cho em thì mới dẫn các bác đến các bác nhá. Đấy, em luôn luôn đồng hành cùng các bác đừng ngại. Đấy, có những con Ishiki đây các bác này, em báo giá hôm nay một số nhá. Đấy, con Ishiki này nằm đây, bao nổ luôn này. Đấy, Ishiki 2200 các bác nhá, đang nằm đây. Đấy, hai máy, 2200 mà có hai máy thôi. Đấy, bác nào ấy là 10 triệu các bác nhá, 10.500.000 chứ không phải 10 triệu, xin lỗi các bác. Đây, 10.500.000 có cả bánh luôn đầy đủ, bánh trước bánh sau nhá. Đấy, bánh sau của nó đây này. Đấy, bánh sau. Đây các bác này. Đây, bánh sau của Ishiki 2200. Đây, bánh sau của nó này. Đây, và bánh trước có luôn một cặp luôn nhá. Bánh trước bánh sau đầy đủ. Rồi, 10.500.000. Em này 28 triệu. Còn tiếp tục đến một em đẹp gái, đẹp trai nhất làng. Em phua 4.000. 4.000 các bác nhá, phua 4.000. Đây. Hôm trước em đã lên một review rồi. Đấy, 4.000 và có trợ lực tay lái đầy đủ. Ê, em này không có trợ lực tay lái nha, em này 65 triệu. Alo. Vâng ạ. Cái con Belarus 100 triệu mà có phải có cabin mà có dàn chảo 6 không em? Cái xe mà 3.300 đó là cái xe Ford phải không em? Ông đó là Ford mà. Không, cái đó bán hết rồi mà. 100 đổ lại là con nào em? Không, ý là em phải mua là xe nào, dòng nào thì anh nói được chứ. Dòng Belarus có mọt phải không? Rồi, và 100 triệu lại có. Anh mới đăng lên hôm hôm kia.
Nó kêu 130, 125 triệu nhưng khoảng 100 triệu nó bán thôi. Còn đó màu đỏ á em, cái loại đó là loại 50 á, đời 50 đời 86 gì đó đó. Nó mỗi cái máy mà vỏ nó đầu có giấy tờ luôn, Tây Ninh luôn. Em cứ đăng ký kênh, cái em lên cái video của anh ấy, toàn bộ kênh của anh ấy là em theo dõi thôi, có đầy đủ hết em ạ. Ngày hôm kia anh lên, hôm kia thích thì chiều nay anh về anh quay tiếp tục, anh đưa lên cho các em coi được ưng cái nào lấy cái đó. Ok thôi, đúng rồi, em cứ xem được như trong video rồi bắt đầu alo cho anh là anh sẽ trả giá giùm và thống nhất đến coi rồi đôi bên thương lượng. Rồi ok vậy nhá. Rồi ok, cả nhà thông cảm. Và tiếp tục em gian ma này, hôm nọ hai cặp vợ chồng dẫn một cặp vợ chồng đến xem xong và chạy thử, và cuối cùng cũng chưa đem về được, bởi vì cũng trong khi xem thì hôm nay chủ nhà đã lắp cái này vô các bác nhá. Đây này, đó, chủ nhà lắp cái này vào rồi đây các bác. Đấy thì em cũng giới thiệu luôn với các bác là đây, thì hôm trước là chưa lắp cái này là 5 kg các bác nhá. Đấy, máy phát điện 5 kg vào cái em gian ma này, và giá của em gian ma này là 11.500.000. Các bác trả 10 triệu, hôm vừa rồi cặp vợ chồng trả 10 triệu bán nhưng mà không lấy, không hiểu sao. Đấy, và cuối cùng thì em lại tiếp tục em review cho các bác cái M4 này thì ơi không phải, M4 đi đâu ạ? Cái M4 mà ấy đừng biết đi đâu thôi, nhanh chưa? Rồi, thế thì cái này không có bán cả nhà nha. Cả nhà thông cảm cho Lê Tuấn, cái này không có bán. Cái 4.600 này của chủ nhà không có bán, mặc này không bán luôn. Đấy, cho nên là thông cảm. Thì Lê Tuấn cũng làm một video báo giá chung cho các bác. Còn đây một cặp vỏ trước của Isuzu đây này. Các bác này, đây. Đấy. Cặp bánh trước của Isuzu. Đấy, và cuối cùng thì hôm trước thì có một em đâu. À đây rồi, ok. Đấy, nhiều khi Lê Tuấn cũng quên, nhưng mà quên đây. Đây cái em này này, 75 triệu này. Đây. Đây một em này nhá, đây một em 65 triệu. Em này này không có trợ lực tự lái 4.000. Còn em này với là 4.000 mà có trợ lực tự lái, em này là 75 triệu các bác nhá. Đây, đó. Đây các bác đây, đó. Đấy. Có trợ lực tự lái nha. Đấy. Rồi thì cuối cùng thì em cũng đã làm một video, còn cái Belarus kia không bán và chỉ bán cái này là một nhá. Đây cái này 75 triệu này, đó. Và cái này 28 triệu và cái kia là 65 triệu. Đấy. Và nếu như ai mà mua Isuzu thì mua luôn dàn dầu 4 này thì chủ nhà bán luôn 5 triệu. Đấy thì em cũng cập nhật cho các bác để các bác biết là ở nơi đây em lần này em đưa khách lên lần thứ 3. Các bác nhá. Em không quản ngại đường xá xa xôi, em chủ yếu giúp các bác để mua bán được. Đấy, chứ không có gì đâu. Các bác cũng đừng ngại. Còn chủ nhà có một con 4.600 này rất đẹp, lốc gân nhưng không bán các bác. Đấy, lốc gân thôi. Thì rất tiếc đúng không ạ? 18.430. Rất đẹp. Đấy. Rồi, và cuối cùng thì cho em xin phép dừng video tại đây. Em review riêng em dân mà. Thôi cũng chẳng nhận review nữa. Để các bác nào mà coi như là theo dõi trong cái video này thì điện thoại cho em 0394 76198. Riêng em gian ma này 11.500.000, có một cái máy phát điện các bác nha, 5 kg. Rồi, máy đang nổ ngon lành. Em đã lên 3 video rồi. Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác. Nếu bác nào có đồ cũ cứ gọi cho Lê Tuấn, Lê Tuấn đến quay review lên bán cho anh em. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.